ăn cây cải. Anh cầm cái cờ mơn mà không biết có cơm có canh gì hết. Đó. Hôm nay mình đi lặt rau. Quay phim cho mình là một nữ quay phim mới nổi của Việt Nam. Cô ấy sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Cái gì? Ủa vậy hả? Người Việt Nam hả? Dạ. Này, cây cải lớn không? Dạ đẹp. Đây, tôi sẽ cho các bạn coi quay phim của tôi. Hey. Dạ đẹp hơn cây cải. Diễn cao su chạy. Sao nó chưa chạy? Chưa, từ từ cho nó chạy coi. Rồi, giải xuống cái tô này. Rồi, tôi lấy cái tô lên. Rồi. Rồi xuống cái xô này. Rồi. Đây là một ngày thu hoạch mũ cao su. Rồi. Đó, còn tôi. Nhìn lên. Vui. Một đêm làm như vậy tới sáng là chúng tôi được chịu 250. Không có đâu, 30%. Dạ, cảm ơn quay phim của tôi. Dạ, nha. Ok. Con kia là cá phèn, còn lại là cá cóc. Ồ, đó là bếp Bình Phương nha các bạn. Bếp Bình Phương nha. Đây là... Ôi! Trời ơi. Nó dính nước, nó dính nước. Hồi nãy giờ em kia không sao, chứ mọi người về cái nó văng dữ vậy. Chỉ có mừng á, mấy con cá nó mừng á. Trời ơi. Ồ, ngon quá nha. Giòn rụm luôn nè. Ủa? Anh Phương, tụi mình còn quay cái gì nữa không ta? Không, đây là chiên nước mắm. Anh tạm không? Nghĩ là nên giữ đồ đó đi, phải chút rồi. Nhạc đi. Thì mâm cơm gia đình. Mâm cơm tự chế từ đi làm mồ hôi nước mắt có được. Đó. Em ăn lại mấy cá do hai người này tìm ra. Ăn thôi. Ăn thôi các bạn. Giòn lắm nha. Giòn luôn á. Nãy giờ ăn uống no say rồi, cũng hạnh phúc rồi, đem thằng con rể xuống bàn giao cho Khánh. Rồi thôi Khánh ở đây chăm sóc nghe. Tôi về Sài Gòn. Nghe coi như là tạm biệt con nha. Dạ dạ. Rồi, ủa? Trước khi đi nhớ ủa? Dọn nhà, quét nhà, lau nhà. Biết rồi. Luôn hả? Giỏi quá. Giống như là một cô tắm mà xuất hiện trong quả thị mà giúp các anh vậy đó. Thiệt, em là một khách mời mà tụi anh trân trọng nhất. Biết ăn biết dọn mà là cô gái nha, mà mấy đa số khách mời tụi anh là chàng trai không mà cũng có làm, em là có tâm nhất. Không, tại mẹ em đi làm mà mẹ em không muốn làm nữa. Quá giỏi luôn, tụi anh trân trọng em. Đi ngủ đi anh. Rồi đi ngủ đây. Sao không dọn dẹp hả? Đi vô nhà người ta ăn dọn dẹp đi. Chút xíu dọn dẹp thì ăn xong mình phải ra chứa mình ngồi uống trà. Mình để ở nhà tôi không có trà đâu. Đi dọn hả? Dẹp đi vô bếp dọn dẹp nhanh lên. Trời, trời, dọn dẹp đi, dọn dẹp nó lên cái bàn dơ sợ luôn. Thì lau bàn đi nhanh, lau bàn xếp mùng mền cho tôi. Mùng mền sáng tiếp rồi hả? Xếp tiếp đi. À. Nón ai vô cùng lum nè, tôi quá buồn bã rồi. Sao các vậy? Bạn ơi, Hoàng Mập vô nhà của tôi chơi ăn bày bừa không dọn dẹp, rồi bây giờ kêu là đi uống trà. Tôi ra sau bếp tôi quay cho mọi người coi. À. Ủa vậy là mình có phòng riêng không ta? Hồi nào vậy? Phòng riêng nữa, ngủ chung không nổi. Hồi nào vậy? Đây. Ăn nhà vừa bộn vậy nè. Đó. Con cầu trời khẩn thực cho chiếc xe của con với Hoàng Mập không có bị gãy. Bởi vì chiếc xe đó tới 200 triệu. Nè coi nè các bạn. Con bạn cứ dắt chiếc xe ra nè. Quá trời quá đất. Nhìn ánh lông. Kinh. Rồi, ai chở ai đây? Hả? Ai chở ai? Anh Khánh đi với Hoàng. Hoàng chở tôi hay tôi chở Hoàng? Bây giờ thấy yên ổn nhất là tôi đi với anh ấy tốt nhất. Okay. Tôi quay lại chiếc xe hả? Trước khi tôi leo lên, có chuyện gì là Hoàng trả nha. Nãy Hoàng đưa tài khoản, Hoàng có 12 tỷ nha. Rồi nha bà con. 12 tỷ là tài khoản phụ rồi đó. Rơi thiệt chứ. Vô ngồi đi. Nè, tụi tôi ăn nè. Trời ơi, thịt heo rừng nè.
à, vịt nè, à, gà nè, thịt kho tiêu nè, sườn nè, ui ôi đậu que xào nè, cá nè, cá bù canh nè. Trời ơi Luật ơi, ăn cơm không có gì ăn ngoài cái chân gà lông cảo. Ôi trời ơi Luật ơi. Trời ơi cái răng đẹp vậy không nói, tôi lấy dao tôi chặt cho ăn vậy. Đây là chị thương lái bán bưởi nha, chị cũng là thương lái bán bưởi luôn. Ân nhân của tụi tôi ngày hôm nay chút nữa mua thớt ủng hộ tôi đó. Đây. Đây. Chị biết cái thùng này đẹp mà. Đúng rồi. Chúc chị buôn buôn may bán đắt bưởi nha. Quầy bưởi chị tên gì nè, giới thiệu cái nè. Bưởi của cô Bảy ở ngã ba Sò Đo. Rồi rồi, chào cô Bảy. Nhớ mua bưởi ủng hộ cô Bảy nha. Cuối nữa là chúng tôi được đi về nhà với lại gia đình đoàn tụ với gia đình rồi. Cảnh thôi mà bây giờ là 7 giờ rồi, đáng lẽ là quay hồi 5 rưỡi á. Đúng rồi. Mà không chịu set up từ chiều tới giờ. Cứ sầu quằn hoài. Cứ tự tin là mình sẽ xin hết mưa nhưng mà không ngờ càng lúc mưa càng to nha các bạn. Đây. Đó. Rồi, ê kiếp nhộn nhịp quá. Đông quá. Quá thì đông rồi, trời ơi, đông quá ở đây nữa. Đông quá, nhiều quá, làm sao còn nữa. Trời ơi, kiếp gì các triệu người vậy trời ơi. Wow, bếp nút làm sao nữa. Nhộn nhịp quá. Wow. Ủa bên nhà hàng hả? Đây là bên nhà hàng. Còn cái này là bánh hồng tôm nha. Bởi quá rồi.